Chào mừng các bạn đến channel của mình. Bữa nay mình chào hai tờ giấy 10 đồng. Cũng như cũ thôi. Nhân 5, nhân 10, nhân 20, nhân 50. Thấy bao tiền là trúng 15 giải nha. Ngày không có bonus nha các bạn. Ok, let's go. Make some money baby. Đừng làm một cái gà thần thánh của mình. Okay, con đầu tiên là con số 8 nha các bạn. Kế tiếp là 29. Và sau đó là số 40. Số gì mà lớn dữ trời. Kế tiếp nữa là số 9. 34. Và sau đó là 16. Yep. 12. 39. Nãy 40 ra 39 là sao ta? 40 gặp 39. Xong. Xong em. Kế tiếp nữa là trời ơi. 34. 31. Thiệt luôn. Không tin được luôn. 36. 36. Tiếp theo là nhiêu? Cùng 32. Không trúng luôn. Kế tiếp vô 22 hả? 16, 29, 11, 100 đồng. Dạo này ghi số cao khó kiếm cơm quá. Số 3. Số 1. Thấy mình có 29 ra 28 là thấy xong rồi đó. Mình có 16 ra 18. 37. Có 34 ra 37 chơi vậy đó. 27. Xong game. Game over từ đây. Chắc tình yêu dần đầy. Xong game rồi. Tờ cái tép. Hai mươi lăm nha các bạn. Số chín nha. 35, 25, 35, 39, 14. Số 8. Wow. Số này ảo quá. Số 2. 32. 35. 39. Okay. Số 3 nè. 35 là trúng. Trời đục. Tròn. Trời, mình kéo một cái mình thấy nó tròn đầu nhỏ rồi, mà không ngờ kéo thêm cái nữa thấy ở dưới đít luôn. 25 trúng. Ba mươi lăm. Trúng. 10, 14. 17. Thôi xong. 11. 15 luôn mới ghê chứ. Có 14 ra 15 luôn. Quá đáng. Trời ơi.
34, 35, không 10.000 của tôi. 12. Ba mươi, bốn mươi, 39, 40, 28. Ui giời ơi, 19, 19 chi nữa, giờ này số 3 nè, 34, 35, 35, 35. Rồi, coi như đi bụi nữa rồi. Rồi đó, năm nay là không thấy có lúa rồi đó. Thấy sai sai chỗ nào không biết nữa đây. Nói chung là thấy sai sai rồi đó mấy bạn. Ok, nếu các bạn thấy hay đăng ký channel bên dưới nha. Tôi chào các bạn nhiều.